Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị. Video lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về bàn phím cơ, một khái niệm mà gần cách đây mấy tháng thì nó hoàn toàn xa lạ với mình, nhưng mà mình đã sử dụng nó. Đây là bàn phím Kaizen K6, mình sử dụng nó rất là tuyệt vời. Cảm giác lần đầu tiên mình sử dụng bàn phím cơ mà nó tuyệt vời hơn so với mình nghĩ. Nếu như mình biết về bàn phím cơ mà kết nối Bluetooth mà nó tốt đến như vậy thì mình đã sử dụng cách đây lâu lắm rồi, không chờ đến bây giờ. Và đây chính là Kaizen K6, cái bàn phím đầu tiên mà mình sử dụng mà mình cảm giác nó rất là tuyệt vời đối với mình ha. Xưa giờ cứ sử dụng bàn phím mặc định theo máy thôi, mà giờ thì nó linh động hơn, nó cho mình kết nối được nhiều thiết bị hơn, MacBook nè, điện thoại nè, iPad nè, nó làm cho mình linh động hơn. Đặc biệt là mình sử dụng với một cái con chuột nữa, đây con chuột này cũng thể kết nối được với ba thiết bị mình, nó là giúp mình linh động nhiều lắm trong công việc. Tuy nhiên thì hôm nay mình không có khen, dành lời khen cho anh Kaizen K6 này nữa, tại vì anh tốt thật, nhưng mà anh có một dãy bàn phím như thế này nè. Đôi khi mình thói quen của mình là như thế này là delete rồi, mà đôi khi cái tay của mình nó với tới cái nút này nữa, là cái nút đèn á, mà đôi khi mình không dùng tới cái này, mình không cần tới cái hiệu ứng đèn. Cho nên cái dãy bàn phím này nó làm cho mình cảm giác nhất là nó hơi bị dư. Thứ hai nữa là cái bàn phím K6 này sử dụng pin sạc. Mình ít khi nào để ý tới cái thời lượng pin của cái bàn phím nó còn bao nhiêu lắm, cho nên một ngày kia mình đi ra quán cà phê, mình bỏ bàn phím này vô ba lô và mang đi, thì nó nhỏ gọn mang đi rất là thoải mái. Cái vấn đề là đang làm việc ngon lành tự nhiên nó hết pin, mà mình không có mang theo cái dây sạc xe của nó, tại vì iPhone của mình chỉ đâu có sạc xe đâu. Mình cảm giác là bị tụt mood với cái bàn phím này rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ dành thời gian nói về một cái em này. Đây, Mini Air Comfortable, gần như là phiên bản đầu tiên thương mại ở Việt Nam. Có nghĩa là đây là một trong những cái mà cái lô hàng đầu tiên mà mang về Việt Nam là cái này đây. Bây giờ chúng ta sẽ khui hộp ra, bên trong nó gồm cái gì anh chị ha. Cái hộp thiết kế rất là đẹp, cái chất liệu giấy á, nó cho mình cảm giác rất là chắc chắn ha. Anh chị đã từng xem cái video clip mở hộp cái này chưa nhỉ? Mình thì chưa bao giờ khui xem cái video clip mà khui hộp nó bao gồm cái gì. Đây là lần đầu tiên mình khui hộp nó luôn, và mình với anh chị thì giống nhau ở chỗ là lần đầu tiên thấy nó thực tế bên ngoài như thế nào. Cái này là mà hệ thống cái một số cái bàn phím tặng kèm, cái lấy bàn phím ra, một cái miếng nhựa để che. Rồi, cái chính của mình đây rất là nặng hơn K6 nhiều. Ở bên trong nó còn cái gì nữa không ta? Còn cái cục pin, cũng nghĩ là cục pin dự phòng, chắc là cục pin dự phòng thôi, bỏ qua quên. Chúng ta chỉ quan tâm cái chính của chúng ta thôi, cái bàn phím thôi, những cái khác mình không quan tâm đâu, tại mình quan trọng cái tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cái này mình có dùng không ta? À, cái đầu trong cái bàn phím này nè, nó đang lắp cái layout là Win, mình thì dùng Mac cho nên lát nữa mình sẽ thay mấy cái phím này thành bằng phím Mac của mình luôn. Còn cái tài liệu này tiếng Nhật không à, có tiếng Anh nữa. Thôi, mình cũng không biết tiếng Nhật, các quan bên. Cái này chắc là để kết nối Bluetooth. Còn mình thì mình kết nối hẳn luôn rồi, không chắc không dùng cái này. Cái này nó gắn vô máy tính nó vướng lắm. Gắn vô mình để ngang cái máy tính đôi khi nó lại cứng cứng cái máy tính của mình. Còn này nó là hai phần à, cái này dễ lên giấy nốt, thú vị ha. Bên Nhật họ có, Nhật của Hàn Quốc họ có những cái mua vui. Cái này nó còn đi kèm cho mình mua hàng được đầu, cho nên cầm thêm một cái túi đựng. Cái này nếu mà mua kèm riêng bên ngoài thì không biết có mắc tiền không ta, đựng cái bàn phím cũng thú vị, nhưng mà mình để trong ba lô thì cần cái này không ta? Chắc cần, để cho thứ mọi thứ nó gọn ghẽ. Mình hay làm việc ở quán cà phê cho nên là bỏ bàn phím vô đây, bỏ thêm cho nó gọn cỡ nào thôi, cũng gọn. Xong kéo lại rồi lại tiếp tục bỏ ba lô. Như vậy thì chắc là để một cái gì đó nó không có đụng tới bàn phím, không có đụng tới mấy cái phím bấm này. Ok thôi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung nói về cái anh bàn phím này đi. Trên mạng, trên YouTube chắc anh chị đã thấy cái bàn phím này rồi đúng không? Đây là cái mình thú vị nhất, mình chờ đợi nó nhiều nhất là vì cái layout, cái hình dáng của nó đó. Cái hình dáng của nó lạ nhất so với những bàn phím của Philco lúc trước.
Cái này nó có cái lớp nhựa ở trên nữa nè. Mình cảm thấy nó rất là thích mắt. Mình là một người tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mà đôi khi là cái hình dáng bên ngoài nó làm cho mình có nhiều cảm xúc hơn khi để mình làm việc. Bàn phím này thì có vẻ như nó thấp hơn. Nó thấp hơn cái bàn phím của Vico, thấp hơn hay cao hơn ta? Cũng như nhau. Cũng như nhau, nhưng mà nhìn thì nó cho mình có cảm xúc hơn. Mình đang chọn cái red, cho nên gõ thì nó cũng trơn tuột, nhưng mà nó lại cái độ cứng của bàn phím á, nó còn cứng hơn cái anh cây John K6 này nữa. Anh cây John K6 này mặc dù lọc rau nè, nghe tiếng click 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 đó, nhưng mà cái mình gõ phím có bán chắc như nó nhẹ hơn là cái anh này. Anh này mặc dù là red mà sao anh có vẻ như anh nặng ha. Thú vị nhờ. Vậy là mình có nghĩa là mình sẽ làm quen với cái bàn phím này, nó hơi nặng tay hơn chút xíu. Đây mình sẽ gập cái này lên, mình sẽ gập cái này lên. Trong này thì có pin. Ồ, chưa có. Vậy mà mình tưởng là đã có pin sẵn rồi. Thế ra là chỉ có hai viên pin thôi, chứ không phải là 4 viên. Pin này thì mình mua ở đâu cũng có. Đây có cái công tắc on off nè, gọt qua thôi. Còn cái này tính sau, lát nữa mình linh động mình xử lý. 1, 2, 3, 4, 4 thiết bị. Rồi mình sẽ thay một số cái, ví dụ như ở đây là cái của mình là command mà, của mình chứ đâu có dùng cái nút win này đâu ha. Thì lát nữa mình sẽ thay. Thay thôi. Đơn giản mà. Đưa vào đây. Dễ nó lên. Rồi, đơn giản là vậy. Sau đó mình bỏ cái nút comment vô. Hai nút luôn. Comment. Đây này. Hình nó xuống. Rồi xong. Rồi chúng ta lấy cái tiếp theo cái này. Dạ nó đây. Comment. Rồi giờ ta xong. Comment còn cái gì nữa không ta? Option. Mình đâu có dùng Ethernet đâu ta. Thay luôn cái phím này. Cái thao tác này nó cũng đơn giản ha. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái phím cơ của Pico. Chưa dễ hết mà đã làm cho mình có cảm giác rất là thú vị. Tập mạch. Không phải là mua về là dùng ngay. Mà làm này làm kia nữa. Cũng thú vị. Passpay, Enter. Họ cho mình thêm cái phím delete nữa. Delete gắn ở đâu nhỉ? À. Rồi, như vậy là ổn rồi. Mình có thể sử dụng được rồi đó. Rồi, nếu mà để so sánh với cái anh Ketron K6 này thì để mình một thời gian sử dụng đi, khoảng 2-3 ngày sau. Mình sẽ gửi cho bạn một cái video clip và so sánh hai bàn phím này. Còn video clip này chỉ là gửi đến chị về cái cảm giác chúng ta khư hợp nó ra như thế nào thôi. Còn sử dụng thực tế nó như thế nào thì cho mình một vài ngày nữa mình sẽ gửi video clip chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn chị đã xem video clip này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe ạ.